Và người ta vẫn nói là không gì là không thể xảy ra, nhất là trong cái câu chuyện tình yêu và hôn nhân. Vâng, quả đúng là như vậy. Hẳn là rất nhiều người đều biết đến cặp đôi của nghệ sĩ ưu tú Trí Trung và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Họ được coi là cặp đôi hoàn hảo trong giới nghệ sĩ đất Kinh Bắc khi đã có 30 năm gắn bó cùng với nhau trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, những ngày qua khi bạn gái mới của nghệ sĩ ưu tú Trí Trung là Á hậu doanh nhân Ý Lan công khai chuyện hai người đang hẹn hò và thừa nhận nam nghệ sĩ đã ly hôn với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cách đây hơn một năm đã gây xôn xao dư luận. Và mới đây, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung đã lên tiếng về sự việc ồn ào này. Trên các phương tiện truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung cho biết không giận hờn ai mà cũng không trách móc ai. Anh lắng nghe cả những lời khen lẫn những lời chê. Những ngày qua khi bạn gái mới của nghệ sĩ ưu tú Trí Trung là á hậu doanh nhân Ý Lan công khai chuyện hai người đang hẹn hò và thừa nhận nam nghệ sĩ đã ly hôn với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cách đây hơn một năm đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng vì tình yêu và hạnh phúc của cặp đôi Trí Trung, Ngọc Huyền từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai đã trải qua bao sóng gió để đến được với nhau và sống với nhau 30 năm, nhưng cuối cùng lại ly hôn. Bên cạnh sự tiếc nuối bao giờ cũng đi kèm với những trách móc, dỗi hờn, giận dữ. Nhiều người cho rằng Trí Trung vì người thứ ba. Mới đây khi nhắn nhủ đến người viết bài về Ý Lan, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung thì cũng chia sẻ việc để Ý Lan tâm sự với các bạn chính là cách chúng tôi tôn trọng với những người thân yêu cũ.